Chào các bác ơi, chào các bác, cho con hỏi, tụi con phải tìm gặp bác Đỗ Ngọc Ẩn à? Chào bác, tụi con có nhiệm vụ là rồi, tới tìm bác. Sau đó bác sẽ nói điều gì đó. Con xin chào các bác. Con tên là Khoa. Dạ mọi người, kêu con là Bi, hiện tại con đang là diễn viên à. Dạ, còn con tên là Tuyền. Mọi người hay gọi con là Tuyền Tăng, là nghệ danh của con. Dạ, Tuyền Tăng. Con đang là người dẫn chương trình. Dạ. Chú giới thiệu chú là Đỗ Ngọc Ẩn. Chú là chủ nhiệm câu lạc bộ đoàn ca tài tử của tỉnh Bạc Liêu. Chú là nghệ nhân ưu tú. Trong đoàn ca tài tử thì nó rất nhiều bài. Người ta gọi là 20 bài bản tổ trong đoàn ca tài tử. Thì nó gồm có bốn cái thể loại là Nam, Bắc, Hạ, Quán. Bây giờ chú sẽ ca cho mấy con nghe là cái bài Tây Thi. Nó là một trong 6 bản Bắc. Thì cái bài Tây Thi này nó gồm có 26 câu, nó 3 lớp. Thì bây giờ chú ca cho mấy con nghe một lớp thôi. Một lớp rồi nó gồm 9 câu. Dạ, 9 câu. Quê hương tôi xuống đồng thắng cánh cò bay, đồng núi trắng mênh mông, biển bạc rừng vàng là nơi đất lành chiếm đầu, đã bao đời trong giặc ngoại xâm. Hôm nay mời du khách đến thăm quê hương tôi vùng đất cuối trời Nam, được mệnh danh là Công Tử Bạc Liêu. Một mảnh đất mang nhiều huyền thoại là quê hương của bác Sáu Lầu, người cho ra đời bản già cổ Hoài Lang. Một bài ca vô tiền khoáng hậu. Những cái người tham gia câu lạc bộ là hầu hết là những cái người đam mê, và người ta đi xin tham gia vào câu lạc bộ là để người ta sinh hoạt, để thỏa cái lòng đam mê của mình, là cái tài tử là thôi vậy. Thường thì mình tập như vậy á, là mình diễn cho các thành viên hay mình có đi diễn ở đâu không chú? Cái câu lạc bộ của Bạc Liêu đó thì phải nói là được đi diễn rất là nhiều. Vậy hả chú? Đặc biệt là năm 2007 đó, yeah, thì được Bộ Văn hóa là chọn đi biểu diễn ở bên Mỹ. Thôi đó. Đây là hai cái anh đi, hai anh Tư Loan với anh Thử này là hai trong năm người được chọn đi biểu diễn bên Mỹ. Còn ở trong nước thì đi rất là nhiều. Công việc chính ở trong các anh em này, mỗi người đều có một cái nghề, một cái gia đình hết trơn. Khi mà một số nhà tổ chức người ta mời đó, thì người ta có bồi dưỡng. Dạ đúng rồi. Người ta cũng tính toán là tiền xăng xe rồi tiền bồi dưỡng để bù lại cái công mình mà bỏ công việc nhà mà để đi ca để hát đó. Còn bình thường thì không có. Bởi vì người ta nói đờn ca tài tử là cái người mà am hiểu nghề và không lấy cái đó để làm cái sự sống của mình. Có nghĩa là người ta không có lấy cái nguồn sống đờn ca để làm cái nghề chính mình, và người ta đi chơi để cho thỏa thích, để thỏa cái niềm đam mê của mình, để thỏa đam mê của mình. Đờn ca tài tử nó khác với các loại dân nghệ khác là cái gì? Một thoáng ghé thăm để rồi ngẫm nghĩ, đó là hoài niệm về một nghệ sĩ với các tác phẩm để đời. Đó là cái nhìn về những thế hệ tiếp nối hiện tại và mai sau. Họ làm vì điều gì? Chỉ có họ và mỗi họ mới phần nhiều thấu hiểu. Dạ, con xin nhờ chú Ẩn hát lại 3 bản tổ trong 20 bài. Dạ, chú chọn cho con 3 bài nào đơn giản. Và tụi con nhiệm vụ sẽ là chọn một trong 3 bài đó. Dạ, sẽ thực hiện lại cho quý khán giả coi. Cùng... Dạ, chú sẽ ca một lớp năm ai. Bài là Cung Đàn Đắc Khách. Cung Đàn Đắc Khách. Tác giả Đoàn Vũ Tuấn. Bạc Liêu khắc khoải cành đầu tiên nguyệt cầm phai, giặc buông lòng nghe lúng ngắm ngồi âm điệu buồn giả cô Hoài Lang. Quan nhạc bóng trầm mà cung quán cung cư
bản đàn xưa nhạc sĩ cao dân lầu. Đừng đau phận mình phu phụ trái ngang. Bạc Liêu ơi mảnh đất anh hùng, người con bất tử chỉ lấy thị thiên sáng bừng tên gọi. Mãi lũ danh gương có muôn đời, tên người liệt nữ hùng anh đã đi vào quyền khỏi tử sanh. Ơi người con gái Bạc Liêu, chỉ như anh đuốc thêm trường. Con thử cái nha. Bây giờ mình tập đi, sau 15 phút hát lại. Cấp. Một trong ba bài bản tổ vừa được nghe sẽ là thử thách cho Đăng Khoa và Tuyền Tăng. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể hát được, nhưng thử xem nào. Bạc Liêu ơi, mảnh đất anh hùng. Bạc Liêu ơi, mảnh đất anh hùng. Đã sinh ra người con bất tử. Giác bừng tinh gọi ra, mãi lưu danh gương có muôn đời. Tên nghiệt nữ hùng anh đã đi vào huyền thoại sử sanh. Chỉ cuốc coi sống đời lao khổ, nỗi đắng cay với kiếp đời cơ cực. Lại thêm áp bức gồng xiềng. Điệu Long Ngâm được anh chàng và cô nàng này hát theo một kiểu mới. Lời đi đường lời, đàn đi đường đàn. Người nghe muốn nghe gì thì nghe, coi bộ cắn à. Khi mà mình nhìn sổ mình coi đó, thì đặt cái vô mình thấy là đây là gạch, một cái dấu gạch đây là mình biết cái câu đầu câu 7 này là cái nghiệp ngoại. Nghiệp ngoại. Bao cuộc đời tâm tôi lầm than, đồng nọc nàng là một chứng nhân hận thù càng tím ruột sôi gan. Em hát đi. Thôi, này mình có. Con hát vậy là đỡ đâu không chú? Đỡ không chú? Được không chú? Vậy là được rồi đó không chú? Xem ra anh chàng này cũng bắt nhịp khá nhanh đi. Còn cô MC này thì sao đây? Thôi, lại. Bà. Bạc Liêu ơi. Bạc Liêu ơi. Bạc Liêu ơi. Mảnh đất hùng. Tiếp em. Anh hùng. Đã sinh ra. Đã sinh ra. Người con bất tử. Người con bất tử. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Chỉ sáng bừng tên gọi. Thì riêng sáng bừng tên gọi. Mãi lưu danh gương tỏa muôn đời. Người liệt nữ hùng anh đã đi vào đi vào huyền thoại cảnh huyền thoại sử sanh. Chỉ của con sống đời lao khổ, nỗi đắng cay với kiếp đời cơ cực. Ái chà, cô MC này không vô trúng một giây nào cả. Nhưng không sao, yêu thích và hát được là hai chuyện khác nhau mà, đúng không nào? Đây coi như là một trải nghiệm thú vị, có thể ghi thêm vào sổ tay hành trình nghề nghiệp.